Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 81. Có những câu rất là quan trọng mà chư tổ sư dạy chúng ta có một phương hướng tu chuẩn xác. Nhất là những người niệm Phật của chúng ta đều gầy dựng được tín nguyện kiên cố, có mục tiêu để mà tu. Dù ở nơi nào mình cũng gầy dựng được pháp môn niệm Phật. Và mỗi ngày mình nghe những công đoạn này giúp cho mình siêng năng niệm Phật, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, đi đâu cũng đeo máy niệm Phật, bấm số niệm Phật. Niệm Phật là quan trọng nhất, nhớ nghe. Niệm Phật chính là thiền. Bạn nghĩ rằng phải học thiền ư? Hãy niệm Phật đi. Vì trong kinh Đại Tập dạy chúng ta rằng niệm Phật chính là thiền vô thượng thầm thâm vi diệu. Niệm Phật chính là mật. Bạn nghĩ rằng phải học mật tông ư? Hãy niệm Phật đi. Bởi một câu thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ hồng danh này nương vào phạn văn chưa phiên dịch một chữ, đó là mặc dù đơn giản chân thật nhất. Niệm Phật chính là giáo. Bạn nghĩ cần phải học kinh giáo ư? Hãy niệm Phật đi. Vì niệm Phật chính là tụng hết thảy kinh. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là tinh hoa cô đọng của ba tạng kinh điển. Đây là những công đoạn mà chúng ta là người niệm Phật càng gầy dựng tín tâm, niệm Phật kiên cố. Khi mình nghe như vậy thì người niệm Phật mình có định hướng rất chuẩn, gầy dựng cả đời, phát nguyện cả đời niệm Phật. Quý vị nhớ là cái người niệm Phật của chúng ta là gầy dựng tín nguyện là rất quan trọng. Nhà chùa mình có một cái hồ cá. Ví dụ câu chuyện này cho quý vị nghe. Hồ cá đó, trong đó cá cũng nhiều. Mà khi mỗi tháng mưa thì nước rất là nhiều cho nên nó chút xúc. Nó chút vô hồ cá. Cái nước nhiều lên. Nó ngập cái hồ cá và tràn luôn qua cái thành. Hồ cá có thành cao nhưng mà tràn luôn. Thì khi nó tràn nước vào thì lúc đó mấy con cá ở trong hồ nó nghĩ rằng là bây giờ nước nhiều vậy, mát vậy, bây giờ mình lội ra ngoài cho thoải mái, lội ra khỏi cái hồ cho thoải mái hơn. Hồi đó giờ mình ở trong cái hồ hoài thấy không thoải mái, giờ mình lội ra khỏi cái hồ cho thoải mái. Nhưng không ngờ nó lội ra khỏi cái hồ thì nó càng nguy hiểm. Khi nước mà dâng lên như vậy thì nước sẽ chảy ra ngoài hết. Cá đi theo nước đó lội tứ tung lang tan, rùa rồi cũng bò ra ngoài. Nên là những đức cho các chú
chặn ngay cái chỗ lỗ cống. Mình cũng lo mấy con cá nó gớt vào cái lỗ cống thì khi nước nó sắc nó khô lại thì không có nước thì chết. Nhưng có những con cá nó cũng lọt ra được, gớt xuống đường cống. Thì vì biết rằng khi hết mưa nước khô ráo lại thì mấy con cá mà rớt vào cái đường cống nước nó cũng chảy đi hết, nó ráo khô luôn. Hoặc là cái đầu cống có người ta đặt lưới sẵn, đặt lợp sẵn, nó chui vô đó bắt vì nó bắt bằng thịt ăn. Còn có những con thì dính vào lỗ cống, khi khô thì mấy ảnh không có nước, mấy ảnh chết. Thì nghe mùi hôi thối thì dở cái nắp mà của lỗ cống ra thì thấy mấy ảnh nằm hôi thối và chết. Thì từ những cái việc gì thì mỗi người chúng ta nhận thức, khi mình được an định ở một nơi, hoặc an định một pháp tu, hoặc là gầy dựng tín nguyện một câu Phật hiệu, thì đó là điểm dừng bình an nhất của mình. Đừng bao giờ nhìn chỗ này nhìn chỗ kia, chỗ nọ kia chỗ nhiều. Thì càng gầy dựng cái tâm một tiêu chuẩn xác thì lại có kết quả lớn. Cách đây thời gian cũng lâu, những đức chia sẻ Phật pháp thường nói câu: cứ ở một nơi lo niệm Phật, niệm Phật, cứ kiên nhẫn niệm Phật. Mình niệm làm sao mình được an lạc? Dù ai niệm không niệm, mặc kệ, mình cứ niệm Phật, mình vui, mình an lạc, mình niệm Phật. Cứ ở nơi, vì quý vị coi những đức ở một nơi mà bây giờ cũng rất rình rang, và bao nhiêu con người biết chùa chiền của mình đi đến đây niệm Phật rất đông. Nên á, quý vị nhớ là mình niệm Phật, dù ai có nói gì mình cứ niệm Phật, ai có nói phương pháp nào hay mình cứ niệm Phật, mình cứ gầy dựng cái tâm niệm Phật. Đừng có nghe đầu này, nghe đầu nọ, nghe đầu kia, chi cho nó nhiều. Cứ niệm Phật đi. Những đức mà nếu mười mấy năm nay đi tu mà cũng nghe đầu này, nghe đầu kia, nghe đầu nọ, nay này, mai kia, mốt nọ hoài, thì những đức không được như ngày hôm nay. Không có phương hướng, quý vị. Nó không có phương hướng rõ ràng. Nhờ những đức an định một câu Phật hiệu mà nó mới có phương hướng, có phương pháp tu. Rồi vì về chùa lại có phương pháp chỉ vì tu. Bây giờ quý vị có bao nhiêu người, người ta thỉnh tượng Phật ở nhà, người ta có thời khóa tu. Cái điều mà cho quý vị nhận thức là phương pháp tu quý vị đã áp dụng tại gia đình quý vị rõ ràng lợi ích rồi. Rồi tượng Phật mỗi ngày gia đình thờ, có tượng Phật để mình lễ Phật. Rồi phương pháp tu mình có, mỗi ngày nhắc nhở mình niệm Phật, nhắc nhở mình trong cái thuận nghịch trong cuộc đời cứ niệm Phật. Rồi gỡ những cái rắc rối trong nội tâm, cỡ mở những cái việc đó ra, gầy dựng cái tâm giải thoát. Quý vị coi những điều này rất là quan trọng. Rất quan trọng. Nên mình gặp Phật pháp, quý vị nhớ, cái việc quan trọng vô cùng đó là ai nói gì mặc kệ, bản thân mình cứ niệm Phật đi. Cứ niệm Phật là tốt nhất. Nhớ kỹ, cứ niệm Phật, đây là cái điều tốt nhất. Giống như nghiệp chướng của mình tạo vô lượng kiếp, giống như quý vị nhìn vào cái lu nước ở dưới quê miền Tây, thường có cái lu gì nè quý vị, nước đổ vào, nước đục rồi xong lấy cục phèn nó lóng, nó quay vòng vòng vòng, nước nó trong nhưng mà cặn bã nằm ở dưới. Thì bây giờ nước đã trong rồi thì thôi mình hứng nước, hứng nước trong mình uống đi quý vị, mình hứng nước trong mình uống đi, chứ giờ mình đi quậy cặn bã dưới lên làm gì. Mình cứ uống nước trong đi. Mình uống nước trong xong hết trơn rồi, tới cặn bã thì mình lấy tay mình quậy, mình rửa cái lu xong mình đổ bỏ, xong tiếp tục mình đổ nước vô, mình la lóng tiếp tục lấy nước trong mình uống. Cứ như vậy mà cuối cùng mình cũng uống được nước trong quý vị. Chứ mình không cần lo âu gì đến cái chuyện cặn bã đó làm gì. Nên bản thân của mình niệm Phật thì là nước trong, vọng tưởng thì là cặn bã. Thì chúng ta câu Phật hiệu mình cứ niệm cái chắc cao lên gì, thì tín nguyện niệm Phật thì chắc chắn mình sanh cực lạc.
quý vị nhớ, chỉ cần gây dựng tín nguyện niệm Phật thì mình nhất định sanh cực lạc. Nên cuộc đời con người quý vị, thường là chúng ta lo những chuyện chưa đến, đó là cái dọa dẫm mình. Nên những đức gặp một gia đình này, gặp một sự việc cũng phiền phức, những đức nói nè, anh chị mà biết an định tâm mà niệm Phật lễ Phật, có khi sự việc nó lớn thành nhỏ, nhỏ biến mất luôn. Tin Phật đi, trong câu Phật hiệu có bộ nguyện từ bi cứu khổ chúng sanh, mình phải tin. Dù gặp sự cố gì cứ niệm Phật lễ Phật và cứ hướng thiện đi, thì đó là biết nương vào bổ nguyện của Phật Bồ Tát. Đừng có lo kiểu mà lo mà chạy đôn chạy đáo đầu này đầu kia sợ hãi, có khi nó còn xảy vấn đề chuyện nhỏ thành lớn, chuyện lớn thì nó tiêu luôn á. Đừng có lo sợ, cứ niệm Phật lễ Phật đi. Con người mình sống trong cuộc đời này, khi họa đã đến thì cũng không biết đâu mà tránh. Nên từ nơi đó cứ mỗi ngày an định tâm niệm Phật. Có khi có những sự cố nó lên đến, nhưng mà nhờ cái tâm an định đó, mình nhìn cái việc lớn lao nó cũng thành là việc nhỏ. Con người chỉ cần gầy dựng một cái tâm giải thoát và hiểu được đến với cuộc đời này sớm muộn gì chúng ta cũng phải ra đi. Ai trong cuộc đời này quy luật tự nhiên là già, rồi quy luật tự nhiên rồi cuối cùng phải chết. Già bệnh rồi chết, cái chuyện quy luật này là quá tự nhiên, không ai tránh khỏi việc này. Nên đã là không ai tránh khỏi cái chết, vậy thì chúng ta an định tâm là phước báo lớn nhất. An định tâm là phước báo lớn nhất. Nên con người mình có bến đổ, đó là bến A Di Đà Phật. Dù là cuộc đời mình có nghèo, có khổ gì, nhưng mà mình có một điểm quay về, đó là thế giới cực lạc quý vị. Chỉ cần có tâm như vậy thôi là quý vị thấy bình an à. Mình là người niệm Phật đơn giản bình dị, mình không có cần bài vẽ gì cho nó mệt mỏi gì chứ. Chỉ cần niệm có Phật hiệu chắc thật là tốt rồi. Tuy một câu Phật hiệu quý vị thấy rất đơn giản gì đó, nhưng mà khi quý vị lo âu bất an gì, niệm Phật lễ Phật là tự nhiên nó an tâm. Cứ niệm Phật lễ Phật, mình tin có Phật lo, có Phật sắp xếp. Những đức tổ chức bao nhiêu chương trình, có khi quý vị coi như cái bữa khiếm thị, quý vị biết rằng là trước đó là buổi sáng, buổi chiều chứ mưa quá trời mưa luôn, nhiều người cũng lo sợ khiếm thị mà đông vậy mà mưa, cái khiếm thị người ta chạy đây người ta giảm đạp nhau sợ. Trong lòng mình nghĩ mình làm việc này là vì chúng sanh, vì mọi người không? Thì bị biết rằng là sáng đó chương trình khiếm thị rất là đông, đông lắm. Từ chánh điện ngồi đầy kính, rồi tràn xung quanh chùa dài hết, từ mặt trước mặt sau xung quanh gì quá đông, đông dữ lắm quý vị. Thì bị biết rằng là những đức cho niệm Phật, rồi những đức qua chia sẻ Phật pháp, rồi xong mấy anh chị ca sĩ hát, rồi tặng tiền xong hết trơn, người ta lên xe gần hết hết, lên xe là giống như 99% luôn, còn có một số người rất ít chưa lên xe kịp, lúc đó trời mưa. Mà trong khi đây qua đại Tùng Lâm thì lúc đó 9 giờ bên đại Tùng Lâm đã mưa, mưa rất lớn, xung quanh mưa dữ lắm, nhưng ngay chỗ hộ pháp không mưa. Những đức nói nếu mà 9 giờ mà trời mưa là mình thất bại. Thất bại cái gì? Thất bại ngay chỗ người khiếm thị ngồi ngoài mưa, họ sẽ sợ họ chạy. Mà người khiếm thị mà họ đã chạy, họ chạy họ càng đái thì nguy hiểm, thấy không? Đó là quý vị thấy cái điều mình có cái tâm niệm niệm gì người, hình như mình làm việc gì cũng có Phật Bồ Tát gia hộ cho mình, Long Thiên Thiện Thần chờ đắc điều gia hộ. Đó, quý vị biết cái ngày mà Phật đản đó, buổi chiều đó nhiều người tôi đến dự chương trình, quý vị biết bữa đó là hình như 30.000 người ngày Phật đản. Đông dữ lắm.
Thì vì biết rằng buổi chiều đó chuyện mưa không tưởng tượng được, mà xung quanh mưa rất nhiều. Nếu bữa đó mà mưa là chương trình mình tiêu, thì vì biết rằng là ngồi ngoài sân không, trong chánh điện thì đầy kính chứ, ngoài sân đầy hết chứ, mấy chục ngàn người mà quý vị. Chuyện mưa đen kinh hết luôn. Lúc 6 giờ chiều nhà Đức Hoa là trời chuyển đứng gió, nhà Đức Hoa chia sẻ về bổn nguyện niệm Phật. Rồi chia sẻ xong lễ Phật, chờ không có mưa, thì người ta nói rằng là xung quanh mưa rất nhiều, thành phố mưa, Đồng Nai mưa nhiều lắm, mà riêng chỗ niệm Phật lễ Phật đông như vậy không mưa. Nên những đức tổ chức rất nhiều chương trình, những đức thấy rõ ràng mình niệm niệm gì người cứ niệm Phật lễ Phật, mọi việc gì cũng qua. Nên những đức khuyên tất cả hàng Phật tử, dù gặp sự cố gì trong cuộc đời, sự trở ngại gì, mình cứ yên tâm mà niệm Phật đi. Vì trong cuộc đời này không có ai bình yên hoài đâu quý vị. Nên chúng ta cứ niệm Phật, cứ siêng năng niệm Phật, cứ lễ Phật. Nhất là cái môn lễ Phật hay lắm. Trong một gia đình mà hai vợ chồng và con mà niệm Phật lễ Phật hay lắm. Những đức nó rất là hay, giúp cho cái tâm tư quý vị nó an định dữ lắm. Nên chùa mình một ngày gì lúc nào cũng bốn thờ tu đều rang, người khỏe hộ trì cho người lớn tuổi lên chánh điện tu. Hàng Phật tử đi về chùa được lên chánh điện tu tập chứ, còn người trong chùa lo việc này việc kia xung quanh chùa hết chứ. Đó là điều mà mỗi người đều có công việc, hãy chân thật nhiệt tình đối với cái công việc của chính mình, đừng nên bê tha và giải đãi. Con người sống trong cuộc đời này, sanh không mang đến, chết không mang đi quý vị. Chúng ta khi sanh ra thì nằm đó lăn lóc, không có cái gì mà che thân mình, không có cái gì cầm theo. Rồi bây giờ mình đến cái cuộc đời này thì cuối cùng mình chết đi, mình cũng có cầm theo được gì đâu. Giống như những đứa gặp một anh chàng này, anh gặp những đứa, anh nói một câu rằng: thầy ơi, cha con vừa mới mất, cha con lúc còn sống đó thầy, cực lắm. Cha làm ra rất nhiều tiền của cải vật chất, con nhìn thấy rõ ràng. Rồi của cải chia cho anh em, rồi làm bao nhiêu việc, nhưng cuối cùng cha con chết đi, cha con đâu cầm theo được gì đâu thầy. Bây giờ anh chị em thì gia đình nhà ai cũng khá già, từ đồng tiền cha con cực khổ lam lũ tạo ra, mà giờ con học Phật con mới thấy đồng tiền đó cha con tạo ra cũng có tạo nghiệp lớn lắm. Con nghe thầy giảng ăn chung mà tội riêng, bây giờ nghĩ là tội nghiệp ba con quá trời tội nghiệp. Con xin hỏi thầy, bây giờ con phải làm sao để giúp ba con, trong khi ba con chỉ tạo tiền ra rồi cha của con để lại cho anh chị em, chứ cha con không biết tu gì, không có làm thiện gì hết. Nếu mà như con học Phật con nhận thức thì đa phần cha con đi đọ, chứ làm sao siêu thoát được, cha cũng sát sanh hại vật. Bây giờ nghĩ lại tội nghiệp cha quá, bây giờ con phải làm sao để giúp cha con được lợi ích thầy. Những đức nói rằng là bây giờ chú nghe những đức giảng rồi, chú cố gắng niệm Phật lễ Phật, và chùa mình những ngày thứ bảy chủ nhật khóa tu đông người, dịp lễ Giới Quan Âm, lễ Du Lan, chùa mình tổ chức dịp lễ nhiều, đến mình tu tập, rồi mình làm những việc phước thiện gì được mình làm, thì cái tâm chân thật nhiệt tình đó chú hồi hướng cho ba chú. Rồi thường ngày chú cứ thỉnh một bộ tượng Phật ở nhà chùa đem về thờ đi, rồi chú chân thật nghĩ gì ba chú, thương ba chú thì chú cố gắng niệm Phật lễ Phật ở tại gia, nghe pháp mỗi ngày thông cái tâm niệm Phật lễ Phật. Nếu gia đình có điều kiện thì mua gạo cho người nghèo, làm việc phước thiện gì được, lúc mua gạo cho người nghèo thì đặt máy nghe pháp, máy niệm Phật thêm, tặng cho người ta để cho người ta nghe pháp, dùng cái công đức đó để hồi hướng cầu siêu độ cho ba chú. Chú chăng thật chú làm đi, rồi đi đứng nằm ngồi cố gắng niệm Phật, cứ chăng thật siêng năng niệm Phật đi, thì tức khắc có kết quả rất là lớn.
thương ba chỉ bây giờ, niệm Phật lễ Phật là hay nhất. Rồi nương vào cái đại chúng, nương vào cái hội chúng, tu tập đông người để mình tu tập hồi hướng cho ba của mình bằng cái tấm lòng chân thật. Bây giờ chỉ có giúp ba chú, bây giờ chỉ có cách vậy thôi. Đây là cách hay nhất. Nên như Đức nói ở công đoạn này thì cũng nhiều người mình cũng muốn giúp ông bà cha mẹ của mình. Quý vị biết rằng cái hội chúng trong chùa mình rất là đông, tu tập. Rồi nhất là trong cái dịp mùa hè này mình cũng được nghỉ ngơi, mình đến chùa mình khổng tu ngày thứ bảy chủ nhật đâu. Hoặc là con cháu cũng được nghỉ hè, rồi dẫn con cháu đến chùa tu tập. Hoặc là mẹ của mình, bả nhà coi con mình bây giờ lúc này nghỉ hè, sắp xếp cho mẹ mình dẫn con mình được đi đến chùa để cho được tu tập. Thí dụ như bây giờ cha mẹ muốn đến tu tập dẫn cháu đồ theo, thì bây giờ nếu mà con gái thì sắp xếp cho nó ở bên chùa Hộ Pháp, rồi với mẹ của mình, còn cha mình thì với cháu trai ở bên kia. Thì trong dịp mùa hè này cũng được nương tựa Tam Bảo để tu tập, tu duyên tu phước. Nên quý vị biết rằng là những đức cứ thường động viên những người làm trưởng đoàn phát động chương trình trong mùa hè dẫn người ta đi tu. Vì trong mùa hè được có thời gian dẫn người ta đi tu. Quý vị biết rằng là một câu Phật hiệu mà người ta mà được nghe, người ta mà đủ thiện căn, người ta tiếp nhận, người ta chịu niệm Phật, thì cái khổ đau bất an gì trong cuộc đời nó đều được quá giải. Những đức tin chắc rằng chỉ cần nhớ Phật niệm Phật, đừng có bận tâm lo âu nhiều thứ nặng nề, việc này việc kia gì hết, chuyện gì đến nó sẽ đến. Bản thân của mình cứ niệm Phật đi, cứ an định tâm niệm Phật, cứ sống những ngày tháng bình thản. Nên quý vị biết rằng là có những người mình muốn làm việc thiện việc tốt, dẫn người đi tu nhiệt tình mình làm, quý vị biết rằng là cái công hạnh phước duyên nó lớn lắm. Nhưng mà tại sao mình cũng gặp sự trở ngại? Ai mà không trở ngại quý vị? Đến với cuộc đời này nó cây cao thì gió lớn, mà thiền to sóng lớn. Khi mình đang niệm niệm vì người, mình lợi ích cho người ta, thì phải có sự khảo đảo giúp đỡ mình, coi tâm mình có kiên định hay không. Nên những vị trưởng đoàn, những người dẫn người đi tu đồ, mình có gặp sự trở ngại gì, bản thân quý vị phải kiên định tâm, làm lợi ích cho người, biết tạo cái mình cầm theo được, niệm niệm nghĩ vì người. Quý vị nhớ, người ta có dùng mọi cách ngăn chặn cái việc niệm Phật, việc tu của quý vị, nhưng người ta không ngăn chặn được cái tâm quý vị tu đâu. Quý vị hãy tin Phật đi, phải chân thật mà tin Phật. Cuộc đời có người chúng ta đến với cuộc đời này, cũng như cái chú em gặp như Đức nói đấy không, cha kiếm được rất nhiều tiền, nhưng khi cha chết đi, cha có cầm theo được gì đâu. Vậy thì bây giờ quý vị cứ nghĩ, gia đình, hai vợ chồng, một hai đứa con, ăn cũng không bao nhiêu, nhưng mà mình cứ lo mãi cho cái ngày mai mà mình mất đi huệ mạng. Quý vị nghe những điều này, nhớ cố gắng niệm Phật, ăn chung mà thổi ghiếc. Mình biết rằng mình vì người, vì con, vì gia đình đó, nhưng mà mình đã tạo tội nghiệp thì bản thân mình phải chịu quả báo, đáng sợ lắm. Nên thôi, bản thân mình tạo ra cuộc sống, lo gia đình ổn định là được rồi. Những đức nói như trong thời cuộc này, càng thu gọn chừng nào càng tốt chừng nấy. Trong thời cuộc này đừng có bày ra làm ăn lớn, đừng có bày ra làm ăn gì lớn. Vì có người kiếm tiền không nhiều sao mà làm lớn được, nên mình làm nhỏ nhỏ. Vì có người kiếm tiền ít thì có thể mua đồ nhỏ, chứ bây giờ mà mua đồ lớn không có tiền, nên bày ra làm ăn lớn trong thời cuộc này không có thịnh. Nên bản thân mọi người khi nhận thức được, gói gọn lại để có thời gian tu tập. Giống như trong thời cuộc khó khăn thì mình càng thu phước thu duyên cho lớn. Đến lúc quân bình thời cuộc kinh tế thì lúc đó có phước báo, tự nhiên làm ăn thịnh vượng. Nên bản thân mọi người phải biết tu phước tu duyên, biết niệm Phật, gia đình có ngôi Tam Bảo, cái siêng năng niệm Phật đi. Còn người trong chùa mình thì được bình yên quá, mình cố gắng niệm Phật. Đó, trên là hòa thượng xây chùa, kế những đức lo chứ, quý thầy quý chú công việc này nọ để sắp xếp. Cứ như vậy mà mình lo niệm Phật, đây là cái duyên thù thắng lắm. Nên
đã gặp được pháp môn niệm Phật, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Mình cứ niệm Phật đó quý vị, nó cứ nắm chắc ngay có Phật hiệu y thấy. Nhưng Đức chỉ có một câu Phật hiệu, cứ khuyên người hoài, ai niệm cũng được, ai không niệm cũng được, riêng ta cứ niệm Phật. Ai nói gì chúng ta cứ niệm Phật, chúng ta cứ niệm Phật. Tin à, tại vì mười mấy năm nay niệm Phật mình biết rồi, giúp cho mình an tâm vui vẻ. Nên đem cái pháp tu này hướng đến quý vị, nguyện tâm bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng, gây dựng được tín nguyện kiên cố niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.